Chào các bạn nhé, lại là mình đây. Hôm nay mình quay chi tiết cận cảnh chiếc CVR250RR hôm trước mình có nói trong video cho các bạn xem. Đây, mình quay tổng thể một vòng trước. Cái xe này đăng ký tháng 4, tháng 5, 2019. Mới đi được có 5.200 km thôi. Biển Thái Nguyên nhé, một chủ từ đầu. Đó, cái xe còn rất mới. Mình sẽ quay trước tổng thể một vòng cái xe, xong rồi mình sẽ quay vào chi tiết. Xong mình sẽ giải thích cho các bạn xem là tại sao một chiếc xe chỉ có 250cc thôi mà nó lại làm mưa làm gió. Độ hot của nó ra đời từ năm 2017 cho đến giờ là 2020, nhưng mà chiếc xe này chưa bao giờ hết hot, luôn ở trong tình trạng là cầu nhiều hơn cung. Đấy, có nghĩa là nhu cầu của người mua ấy nhiều hơn số người bán xe. Đây, mình quay vào chi tiết nhé. Lốp này, lốp mới còn nguyên chỉ lốp. Đó, cái xe này được trang bị ABS cả đằng trước còn sau rồi. Bên này là chiếc xe lên cặp đĩa đôi, nhưng mà bên này là đĩa độ rồi, cho đẹp thôi, không có heo. Đây, nhông xích zin này, các bạn nhìn này. Vai nhông nó như này này. Chiếc xe này cũng chưa dọn rửa thì cả nhông nó vuông đét, cối cứng. Đây, chỉ lốp sau đây mới đét, chuẩn 5.000 km bao check, lên một số đồ cơ bản thôi, chống đổ, kính gió độ với cả đĩa đôi, nhìn như kiểu là 600cc ấy. Đấy, thì bây giờ mình vào luôn vấn đề là tại sao chỉ có 250cc mà nó lại hot như vậy. Đầu tiên đập vào mắt các bạn ngay là cái thiết kế của Honda CVR250RR nó quá đẹp rồi. Trong cái phân khúc 400cc trở xuống thì theo mình đánh giá đây là một thiết kế quá hoàn hảo, đẳng cấp. Tiếp sau đó, chiếc xe này được Honda ưu ái trang bị lên những công nghệ tối tân nhất mà những cái chiếc xe cùng phân khúc không được trang bị, là gì? Hood upside down này. Hood upside down trang bị mà những chiếc như là Ninja 3 hay là Ninja 4 cũng chưa có cái hood upside down này, thì chiếc CVR250RR Honda đã trang bị hood upside down. Đây này, còn một chi tiết nữa, cổ vô các bạn nhìn này, cổ vô 5.000 km nó mới như này mà. Heo Nissin, ga điện tử, Ride-by-wire, ga điện tử Ride-by-wire nhé. Đặc biệt này, xe này còn nguyên hai chìa khóa luôn. Đặc biệt là có 3 chế độ chạy này. Đây, các bạn chuyển chế độ chạy ở bên này. Lúc này thường thường các xe khác là lúc passing. Các bạn nhìn lên đồng hồ này, nó có 3 chế độ chạy: Sport, Sport Plus, Sport cộng này, Comfort là chế độ bình thường, Sport Plus là trung bình, Sport cộng là mạnh nhất. Đó, bên này là hiển thị xăng này, đây là báo nhiệt độ này, vòng tua máy. Chỗ này trên đây này sẽ là cảnh báo. Bây giờ nó lên đến 13.000, 14.000 thì sẽ sáng đèn ở trên này, hoặc các bạn có thể set cái đèn cảnh báo ở đây. Đây là đèn báo ABS, đèn báo số, đèn báo dầu. Để máy lên cho các bạn xem nhé. Để máy lên thì tắt bỏ đèn báo dầu. ABS này lúc nào di chuyển thì sẽ tắt. Tổng thể của xe CVR250RR quá đẹp phải không? Quá đẹp phải không các bạn? Không lẫn vào đâu được. Từ khi nó ra mắt là 2017, mình nhớ thời điểm đó là cả đăng ký vào cái chiếc xe này gần 200 triệu, cho đến bây giờ cửa hàng mình đang bán đi 5.000 km đăng ký 2019 chỉ còn 124 triệu các bạn nhé. Đèn hậu tích
gặp xi nhan này. Máy nổ rất êm. Nhiều anh em chơi CBR 250RR là rất thích cái bô này này, bởi vì cái bô này bô đôi rất đẹp. Đấy. Cái xe mà không còn cái bô này thì mất giá trị cho xe hoàn toàn luôn. Các bạn giữ cái bô này lại, xong các bạn đi móc, móc bô thì ngủ rất hay. Đấy, mình khuyên anh em là nên giữ cái bô này lại. Chế độ chặn phanh ABS, ga điện tử, cút áp xe ra 249,7cc, hai máy DOHC, công suất tối đa 38 mã lực ở vòng tua 12.000 vòng một phút. $124 triệu cho một chiếc xe 5.000 km. Xe mới bây giờ là đang bán 150 triệu, chưa có biển số. Cái xe này có biển số rồi, các bạn về sẵn đi thôi. 124 triệu, bạn nào muốn rút hồ sơ vào tên chính chủ thì sẽ hỗ trợ các bạn luôn. Quá mới quá đẹp, mình rất thích chiếc xe này. Ở bộ tem Venom này thì xe lên khá quá, rất đẹp, mình không bóc ra. Nó hợp với cái xe này, màu zin của nó là màu đỏ đen nhá. Ở bên trong không xước sát thì cam kết bóc ra một xước sát, nhưng mình xước chỗ nào mình dán tiền vào chỗ đỏ. Máy nổ êm, xe đẹp, không xòe ngã đâm đụng. Bên mình bán bảo hành 1 năm cho các bạn về máy, bảo hành toàn bộ xe luôn. Đó, 124 triệu, bạn nào thích thì liên hệ mình qua số điện thoại hoặc inbox trực tiếp cho mình nhá. Nhanh tay thì còn và chậm tay thì hết. Thì bên mình, nếu mình nói về bán CBR ở Hà Nội thì bên mình là số 2, chắc chắn không ai là số 1 rồi. Đấy, CBR 250. Xe khác thì mình không nói, CBR mình dám khẳng định. Rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Các bạn ấn like và thích kênh của mình. Có xe mới mình về mình sẽ up lên cho các bạn xem. Đó, chào tất cả các bạn.